việc gọi xe công nghệ của Uber Grab nhanh chóng nhận được đón nhận khi có mặt tại Việt Nam. Khách hàng cho rằng đặt xe qua ứng dụng tiện lợi, nhanh, giá thành rẻ. Và hàng loạt hãng taxi truyền thống cũng đầu tư làm app gọi xe kết hợp với hệ thống tổng đài sẵn có. Chúng tôi thấy là cái vấn đề không phải là công nghệ, mà vấn đề quan trọng nhất là Grab cạnh tranh không lành mạnh và đưa rất nhiều các cái chiêu khuyến mãi để và lấy tiền ở các nơi thì các anh biết rồi. Thế vốn của các anh 20 tỷ lấy đâu ra 1.000 tỷ một năm để các anh vứt đi đâu? Thế thì cái đấy là cái các anh muốn tiêu diệt thôi. Tuy nhiên thói quen của khách vẫn khó đổi khi nghĩ đến di chuyển bằng taxi là gọi tổng đài. Khách lượng khách vẫy mà khách đặt có tổng đài thì nhiều, nhưng mà từ khi có cái app này thì thằng Uber Grab thì nó ra thì lượng khách của chúng tôi cũng sụt giảm đi rất là nhiều. Các lái xe của các hãng taxi cho biết lượng khách gọi xe qua ứng dụng còn rất hạn chế, khách vẫn đặt chủ yếu qua tổng đài, ngoài ra vẫn bắt khách dọc đường theo cách truyền thống. Nguyên nhân ở đây chủ yếu mình nghĩ do vấn đề về thói quen và thêm hai nữa về chiến dịch quảng cáo. Đấy, vì như Grab hay Uber thì người ta phải tốn rất nhiều chi phí để quảng cáo, quảng bá và thêm người ta cũng rất nhiều cái chương trình khuyến mại cho người dân khi bắt đầu người ta sử dụng cái app đấy. Trong đó taxi truyền thống thì nếu mà các hãng như ở Việt Nam như Taxi MyLink hay là các Sim Group ở Hà Nội chẳng hạn, nếu người ta cũng tạo các chương trình như vậy thì mình nghĩ sẽ thói quen, tạo cho người dân sẽ thói quen việc sử dụng cái việc app đấy. Một số hãng đã đầu tư làm app gọi xe, chi phí làm app gọi xe của các hãng rất đa dạng. Có hãng thì mất vài chục triệu đồng, hãng thì mất vài trăm triệu, có hãng mất đến hàng tỷ đồng. Tuy nhiên do thói quen của người dân nên các hãng taxi truyền thống vẫn rơi vào tình trạng vắng khách qua app.